Hi, xin chào các bạn. Các bạn đang nhìn thấy ở đây là cái nón bảo hiểm Nextwood SX10. Theo mình, nó là một trong những sự lựa chọn khá là hay trong tầm giá 2 triệu đồng. Bởi vì nó sở hữu một cái vẻ ngoài nó rất là đẹp, rất là cá tính. Và bên cạnh đó là nó cực kỳ đa dụng. Bây giờ thì mình mời các bạn đến với phần chia sẻ chi tiết hơn của bạn Tuấn đây. Chào các bạn, điểm mà mình ấn tượng nhất ở cái nón này đó là cái cấu tạo hai lớp. Thì phần ốp bên ngoài có tác dụng trang trí với hơn 20 màu sắc cho các bạn lựa chọn. Còn cái lớp bên trong là cái lớp bảo vệ chính. Và theo như Next cho biết thì cái nón SX10 này là một trong những cái nón bảo hiểm hai lớp gọn nhất trên thị trường. Bởi vì nó sở hữu cái chiều ngang chỉ có 250mm đúng không? Đúng rồi, nhờ đó thì các bạn có thể dễ dàng bảo vệ cái nón này và những cái cốp xe tay ga phổ thông ở trên thị trường. Đúng rồi. Ngoài ra anh thấy cái nón SX10 này hình như nó còn một cái điểm khá là hay khác là nó có tới hai lớp kính. Một cái lớp kính trong ở ngoài và một cái lớp kính mát ở bên trong. Đúng vậy, đây là ưu điểm lớn khi mà các bạn có luôn hai sự lựa chọn cho một cái nón. Trong khi đó thì những cái nón là một kính khác á thì nó chỉ có thể là cho các bạn hoặc là kính mát hoặc là kính trong thôi. Và việc thay kính sẽ tốn thời gian nhiều. Hình như nó có một cái điểm trừ ở đây. Đúng vậy, đó là cái lẫy của kính mát á, khi mà kéo xuống sẽ khá khó khăn bởi nó nhỏ lắm. Vì cái nón SX10 này nó có hai lớp kính mà chúng ta có thể sử dụng được cả ban ngày và ban đêm thì rất là hay và ý nghĩa. Nhưng mà nó còn có những cái điểm tiện ích nào khác mà em muốn chia sẻ nữa không? Với em, cái nón có một cái hệ thống làm mát rất là tiện dụng để xin mà anh sử dụng, để em mua lại cho anh coi luôn nha. Wow, nón tầm 2 triệu đồng mà có cả hệ thống bên gió làm mát luôn. Ví dụ như là bây giờ anh đang đi trên đường và đang đội nón thì cái việc đóng mở cái van gió nó rất là dễ, chỉ cần dùng một tay thôi. Đây, họ kéo về sau hoặc là đẩy về trước để mà đóng mở. Thiết kế khá là thông minh. Hèn chi mà cái nón này hình như là nó đạt giải Red Dot rất là danh giá. Đúng rồi. Nhưng mà các bạn nhớ lưu ý là cái van gió này chỉ có tác dụng tốt khi mà đi đường trường mà trời nắng thôi. Trời mưa thì nhớ đóng lại nha. Nếu như không muốn gọi đầu ở trong nón. Hồi nãy giờ mình toàn khen không à, nhưng mà theo em thì cái nón này nó có điểm gì chưa được tốt hay không? Với em, ban đầu khi mà mới mua nón về đó thì cái chỗ này là phần ốp má nó bị lộ ra thế này. Em cứ tưởng nó là một cái lỗi thiết kế, nhưng mà thật sự không phải. Lúc tìm hiểu á, thì đây là nơi mà anh có thể dùng để mà lắp thêm một cái hệ thống bộ đàm liên lạc. Thì đây là một cái tính năng cộng thêm chứ không hẳn là một cái điểm trừ của cái nón. Hoặc là không phải là một cái lỗi thiết kế, đúng không? Nãy giờ thì mình chỉ nói toàn là về những cái lý thuyết cũng như những cái thông số tính năng không à. Nhưng mà cái điểm mà anh nghĩ đa số các bạn quan tâm nhiều nhất đó là cái cảm giác đội nón của cái thằng SX10 này như thế nào. Để mình nói cho các bạn nghe một tí thì cái nón này mình mua là size L, nặng 1,2 kg. Đội vào thì cũng tương đối vừa vặn và không quá nặng. Thì bên trong rất là êm khi mà nhà sản xuất sử dụng các cái vật liệu hút ẩm và khử mùi. Nhìn chung rất là xịn và mình hài lòng số tiền mình bỏ ra. Nghe câu này là biết ăn tiền rồi đó. Như vậy có thể tóm tắt là gì? Cái nón Next SX10 này là một cái nón cực kỳ đa dụng đúng nghĩa. Có thể nói là rất là nhiều thứ bên trong một. Và bên cạnh đó là theo như em chia sẻ là nó cũng rất là đáng tiền trong tầm giá. Tuy nhiên thì mình có hai điểm lưu ý dành cho các bạn. Thứ nhất thì cái nón vẫn chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam, cho nên là những cái phụ kiện thay thế và mở rộng nó còn khá là khó khăn trong việc tìm mua. Chi tiết như thế nào thì các bạn có thể xem trong bài. Và thứ hai là cái size nón hiện tại còn khá là hạn chế. Nếu các bạn quan tâm á, thì nên đến trực tiếp nơi bán để mà đội thử, chứ không là nên là mua qua mạng. Xin cảm ơn.